Tuyết Sơn cả một mả. Nó lại đi đâu ấy rồi? Này, hoa Tuyết Sơn đây này. Hoa Tuyết Sơn sắp tới rồi nè. Mà cái này thì mình cũng không biết nó có lở quanh năm không nhỉ? Có lở quanh năm không mày? Lạnh không ra được hoa á? Ờ, tao nhớ là đợt Tết có hoa cơ mà nhỉ? Thế là nó lở như thế này là nó lở mùa thu à? Thế này. Cái loại này lá nó cũng rất hay nhá. Lá nó rất hay. Lá nó như kiểu là cái màu nó như kiểu là màu khúc tần nhỉ? Để tôi xem có thơm được. Ở đây hay lắm. Ở đây hoa hồng, hoa hiếc người ta vẫn phát triển bình thường. Đây hoa hồng nhung đây này. Bọn này thì thơm nhưng mà nó nhanh tàn. Vào trong kia thì sáng vừa mới nở thì chiều nó tàn con bà nó mất. Nhưng mà được cái nó rất là thơm. Xin chào bà con đi còn gì. Xin chào bà con đi còn gì. Mọi bọn trên TikTok nha, nó đắp võng à, nó mắc võng ra để nó nằm cũng nắm người xem ở chuồng gà chuồng vịt ấy. Xong rồi nó có cái võng gì ấy, xong rồi nó bảo vợ em bảo em bán hàng nhưng mà em không bán được. Cây giống á? Cây giống thì vào cái thủy. Đang phát cái này các ông cứ hỏi. Thằng em nó bảo là theo anh là hồng phụng có phát triển được không, em định trồng mấy vạn. Làm nói chung là anh ở đây anh em làm là làm lớn lắm. Hồng phụng đây này. Nhưng mà cái loại Tuyết Sơn này cũng hay đấy. Đây này, hoa đây này, kể cho mọi người nhá. Cái màu lá của nó như màu lá khúc tần ấy, xong rồi thân nó cũng như thế này này. Đấy, xong rồi hoa này, để tôi ngửi xem là hoặc tôi ăn xem có chết không. Ở bên bên Pháp hay là bên nào ấy, vừa rồi TikTok nó đưa cái video là cái bà gì bà ấy mang hoa này để làm thức ăn này. Ở Việt Nam mình này, bọn bà bảo bọn phản động. Đây hoa nó đây này. Đấy. Hoa nó đây này. Lá nó cũng rất hay nhá. Hoa nó cũng rất hay nhá. Đây. Đây cho mọi người đi vào sâu trong này, nhìn này, nhìn này. Quả này mà dùng cái flycam để quay từ trên xuống dưới thì. Nhưng mà con này điện thoại này dễ nó. Để tôi ngửi cho nó thơm. Đây hoa này. Cái thủy nó bảo là mùa đông không ra hoa nhưng mà mình không biết được. Cái loại này thực ra là mình thấy đẹp lúc nó nở, xong rồi sau đấy khi mà mình không ấy là nó lại bắn đi, mình cũng chả để ý nữa. Như các loại hoa hồng thì mình còn biết hết. Ui con này tán to nhỉ. Nó cao như thế này, cả bầu nó phải cao được hơn 2 mét đấy nhỉ. Hơn 2 mét đấy. Thoát thân cũng túi bụi luôn. Cái màu lá nó cũng đẹp. Nói chung là em nó làm cái này thì chẳng qua là nói chung là chưa được đề xuất cho nên là giá nó chưa được cao. Chứ nó mà cứ như là bạch hải đường mấy cái gì thì lại chết, em mới lại không biết tiêu tiền ở lúc nào. Đây. Lá nó kiểu như kiểu là lá như kiểu khúc tần ấy nhỉ, màu lá của nó ấy. Lá cây bèo á? Tao cứ hình dung nó giống cái cây khúc tần. Xem con lá có thơm nào. Thử xem lá nó có thơm không nhá, đặc tính của cái cây này nó như thế nào nhá. Cái mùi này, mùi lá này nó cũng giống cái kiểu nó na lá như mùi khúc tần hay sao ấy. Nó giống mùi mẹ gì ấy. Đại ý là nó có mùi, cái mùi lá này này. Đây cây giống này. Cả nhà cả cửa còn mỗi một cây. Nói đùa đây, cây này là cây ấy đây này, xong nó chết đây này. Nhưng bọn này nhân giống cũng dễ. Nay thì có cái gì đâu, đáng nhẽ là mình phải thêm tí đạo, tí đời, và chứ còn phát thì có cái gì đâu. Cái này nó có mùi. Nhưng mà để tôi xem ra mà hoa nó có mùi không, và ăn thì nó có triệu chứng gì không. Nói chung là bị tự kỷ, định đi lên chùa để tu nhưng mà nó lại kéo về nó bắt cây. Tại em phát ít người xem, mình bảo thế em phát ít người xem thì anh phát thì có nhiều người xem mẹ đâu. Tại vì nó 16. Nó ông nào như kiểu là ông ấy đây này, để tôi ngửi xem nó có mùi gì không nhá. Nó chưa lở rộ. Nó chả có mùi gì không ạ? Nó không có mùi gì.
Mấy hôm nữa là nó đẹp xuất sắc đấy. Tôi thấy nó cũng đẹp mà. Riêng cái loại tuyết sơn này đẹp. Mà nó lở rộ ra đẹp lắm. Hình như là nó có mùi. Nhưng mà mùi nó không được ấy. Nó đẹp mà. Tôi bảo thật là nó đẹp và nó độc lạ. Nó có cái mùi nó mát mát nhưng mà... Nhưng mà để miêu tả là... Là mùi nó thơm. Tố ơi! Nó chưa gặp mình ngoài thực tế. Lúc là sáng ông gì ông lái xe ông thế. Ôi idol. Mình bảo từ trước nay mình có nhận idol của ai đâu. Xong rồi lúc lấy hai anh ở dưới Ân Thi đi mua... Đi xuống mua nhãn đền bù cũng idol Tuân à. Tuân à Tuân ơi. Phai dấu cuộc phan đau mục tiêu à? Phấn đấu mục tiêu à? Đó ông viết tên thì không ra tên. Con này này tự nhiên này thì cổ hải à cái này là Tố Lữ mới cả Nhung. Đây là Tố Lữ này. Vanh nhá. Ừ thì mình cũng học nó xem nào. Ừ, vanh 12 thật đấy. Nó nói thế là đúng đấy. 12 thật đấy. 12 nó tầm 4 phân đấy. Ui dồi, nhiều thế nhỉ. Đấy, thấy chưa. Công nhận là đẹp. Đẹp. Ngày xưa giá nó cao lắm. Đợt mà đợt ngày xưa là không phải. Đợt ngày xưa là hình như là chỉ có mình chỉ thấy mỗi ở trên cây cảnh Thăng Long có cái cây này. Và người ta bán cây này hình như 20 hay 30 triệu ấy. Tôi nói thật. Đợt đi ở tôi cũng ít. À bố mày biết bắt được quả. Nhưng mà sợ người ta phun lắm. Nhưng mà thôi. Đéo biết có phun không. Đấy, rất là hay. Đời sống mình ra đây chỉ kiếm cái ăn. Trong khi là bán cây là cũng quy ra thóc được đây nhưng mà mình lại không thích ăn. Không thích bán cây. Tự nhiên này ở đây lại có cái giàn dưa chuột chẳng nhẽ lại ăn. Ăn thì người ta lại bảo ăn trộm ăn cắp. Thôi bán cây để quy ra dưa chuột vậy. Ở nhà có bao nhiêu dưa chuột nhưng chả chịu ăn đâu nhá nhưng mà cứ ra đây này ngứa mồm này này lại định vặt. Đấy, bản tính con người nhá là cái gì bao giờ cũng thế à? Nếu mà bỏ tiền ra mua là cứ vứt vào tủ lạnh không thối thì thôi. Và dưa chuột bao tử ăn quả dưới ấy, ăn những quả này thì ở ngoài chợ đầy. Ăn những quả bao tử này. Ôi mày điên à. Ăn quả to ăn làm gì. Ăn những quả bao tử này này. Đây là người ta thối. Đây là cái quả này là người ta làm giống này. À tôi cũng có một ít kiến thức về dưa chuột nữa nhá. Cái loại này là quả già này này. Mai sau là sinh ra hạt để người ta trồng đấy. Những quả già cất rồi đấy. Ngủ lắm lấy những quả dưa chuột này thôi thôi. Mà không biết người ta có phun hay không đấy. Mẹ phun chắc chắn là vẫn ăn như đúng rồi. Không sao em hiền em ấy. Em hiền tồi em bảo lãnh được. Đéo ai đi quay video ăn no hết cả mồm. Đấy đẹp chưa. Ở nhà nhá vứt vào tủ lạnh còn thối không bao giờ ăn. Nhưng ra ngoài này nhìn thấy cái gì cũng hay. Mẹ ra ngoài này mà mình mà bây giờ mình mà mắc võng ở đây xong rồi ấy là cũng nhiều người xem lắm đấy. Nói đùa vậy thôi, nó tùy theo cái việc là TikTok nó đề xuất cái nội dung gì. Ra thử xem có cái gì hay không. Của lạ đây. Gừng ngon phải không?